Nằm cách thủ đô Hà Nội chỉ hơn 100 km, vùng đất Hữu Liêm thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đang là điểm đến được giới trẻ săn đón về khung cảnh nguyên sơ tuyệt đẹp. Hữu Liên là xã vùng 3 của huyện Hữu Lũng, nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn, được tạo hóa ban cho cảnh sắc thiên nhiên kỳ diệu. Những núi đá vôi hiểm trở, những hang động kỳ bí, những dòng suối ngầm và hồ nước trong veo. Thảo nguyên bao la, rộng lớn, tạo nên hệ sinh thái đặc thù, khiến du khách như được giao hòa với đất trời, với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và bí ẩn mỗi khi đặt chân đến nơi đây. Bên cạnh đó, vùng đất Hữu Liên còn có văn hóa lịch sử truyền thống, danh lam thắng cảnh độc đáo, hấp dẫn. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì đặc trưng của nơi đây. Bởi khi nhắc đến Hữu Liên, chúng ta không thể không nhắc đến những điệu chèo cổ, làn điệu hát then mượt mà đằm thắm, say đắm lòng người. Và sau những giờ phút trải nghiệm ngắm cảnh đẹp, check-in sống ảo, các bạn đừng quên trở về homestay thưởng thức đặc sản ẩm thực địa phương theo mùa như gà nướng, lợn nướng lá mắc mật, cá suối nướng, ốc núi luộc, rau dớn xào tỏi với mẻ, lá sung nêm nướng, xôi nếp cẩm, bánh bí đỏ và bánh chưng đen. Nếu muốn, du khách cũng có thể đặt đồ ăn để tổ chức ngoài thảo nguyên hay ven hồ. Homestay sẽ chuẩn bị và mang đến tận nơi cho du khách. Ẩm thực Hữu Liên mang đậm nét địa phương và phong phú theo mùa. Mỗi món ăn đều được người dân chế biến tỉ mỉ, cẩn thận theo công thức riêng, tạo nên những hương vị đặc trưng, chinh phục vị giác của mọi du khách khi đến nơi đây, dù là những vị khách khó tính nhất. Tạm quên các món ăn, thong thả tiến sâu vào rừng, những thân cây cổ thụ hiện ra trước mắt, gió rừng mát rượi xua tan cái nắng nóng bên ngoài. Thì thoảng lại xuất hiện những dòng suối quanh co, nước trong vắt và mát rượi chảy xuyên qua rừng. Đến khi quay trở lại bàn, mâm cơm đã dọn sẵn ra trên nhà sàn. Rừng núi Hữu Liên có vô vàn loại lá cây rừng ăn được mà người dân gọi là rau. Những loại rau này khá dễ kiếm ở đây, như rau tầm bóp, rau bò khai, rau mót rừng, đu đủ, hoa chuối và rau dớn. Tất cả đều là nguyên liệu cho thực đơn của du khách. Chỉ vậy thôi mà thu hút bao người. Do các loại lá có nhiều vị nên thử món này du khách sẽ cảm nhận được đủ hương vị đắng, cay, ngọt bùi và thơm thảo khác nhau. Đây cũng là điểm đặc biệt và quyến rũ thực khách nhất. Món rau dớn thì tôi đã được ăn rồi. Và có một lần tôi nhớ kỷ niệm là có một lần có đi dẫn một đoàn, là đoàn đấy là từ Hồ Chí Minh đi, cũng là người Việt Nam. Và người ta ăn thử món rau dớn và người ta ăn sạch bách luôn. Và người ta còn hỏi, người ta ở lại là 3 ngày 2 đêm, thì người ta hỏi là ôi, thế có thể làm thêm món này được không? Có nghĩa là bữa nào cũng làm món này cũng được, và làm nhiều lên, bớt món khác đi, làm món này nhiều lên. Đó, người ta thích món rau dớn ở đó. Rau dớn là loại dương xỉ mọc hoang dại ở trong rừng, khe suối, bên những tảng đá ẩm ướt. Rau dớn vừa là một loại rau rừng đặc sắc được nhiều người ưa thích, vừa là một loại thảo mộc dùng để chữa một số bệnh phổ biến như cảm, ho, viêm họng, lợi tiểu, chống táo bón. Khi thu hái để làm rau, ta chỉ ngắt những ngọn non cong cong như cái vòi voi, dài chừng một gang tay. Rau dớn có vị hơi nhơn nhớt, vì vậy trước khi chế biến món ăn phải trần sơ qua với nước sôi. Rau dớn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon từ đơn giản đến phức tạp, và hương vị của nó có thể chinh phục những thực khách khó tính nhất. Người ta lấy lá non, ngọn non dùng luộc, nấu canh, xào thịt, làm nộm hoặc cũng có thể dùng ăn sống. Ở Hữu Liên, món nộm rau dớn luôn được thực khách yêu ẩm thực lựa chọn trong thực đơn của họ. Món ăn vừa ngon vừa mang hương vị đặc trưng của dân tộc vùng cao. Theo homestay Gia Bảo ở xã Hữu Liên chia sẻ, cách chế biến món nộm rau dớn rất đơn giản. Những ngọn rau dớn cong cong, lá bánh tẻ, rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào làm chín. Khi rau đã chín, nêm các loại gia vị, vắt nước chanh tươi trộn đều,
để khoảng 5 phút cho ngấm, sau đó cho lạc rang giã nhỏ vào là có thể ăn ngay được. Món nộm rau dớn khi ăn sẽ cảm nhận được mùi thơm đặc trưng, vị bùi của rau dớn, vị chua ngọt xen lẫn một chút vị cay của ớt. Ngoài ra, Hậu Liên còn rất nhiều món ngon khác như bánh trưng đen, bánh bí đỏ hay còn gọi là giò bầu, cũng đặc biệt và cuốn hút thực khách. Bánh bí đỏ có nguyên liệu chính là bí đỏ và bột nếp. Cách làm không quá phức tạp. Món ăn này có vẻ ngoài vàng ươm, hấp dẫn, không chỉ bắt mắt mà còn rất thơm ngon và vị ngọt mát của bí đỏ. Ôi, cháu đang thắc mắc là tại sao cái quả này là quả bí mà ngày xưa các cụ mình lại gọi tên là giò bầu ạ? Ngày xưa là các cụ là gọi quả bầu. Nên là bây giờ thì kiểu là thời đại tiến lên giờ cứ gọi quả bí đỏ. Trước kia là gọi quả bầu. Ngày mà đám cưới đám xin là không ở mình ở đây là vùng núi nên vùng sâu vùng xa không có giò. Không có giò lụa, giò chả như ở ngoài thành phố, cho nên là cứ đám cưới là phải trước kia không có bột gạo nếp ấy. Đói ngày xưa các cụ đói mà, xong là lấy bột sắn phơi khô xong là cho vào giã, gọi cho cối giã chứ không phải là nghiền, không có máy. Thế xong là mới cho vào trộn đều xong cho vào phải cả bột cho vào cối giã. Giã xong rồi cho ra mới éo đều xong là gói vào thành cái giò. Cái đám cưới là bà sắp mâm lên nhìn thay cái giò lụa bây giờ đấy. Vâng. Nghĩa là ngày xưa là mình khó khăn đúng không ạ? Đúng rồi, khó khăn là mình không có thịt để làm giò lụa. Cho nên là các cụ đã nghĩ ra một cái cách là từ cái quả bí như thế này trộn với cả sắn bột sắn đúng không ạ? Vâng, thế là chế biến lên thành một cái món mà gói đưa lên mâm thái ra trông nó cũng giống như là miếng giò đúng không? Muốn có được những chiếc bánh bí đỏ thơm ngon thì khâu lựa chọn và sơ chế nguyên liệu là quan trọng nhất. Bột nếp nhất thiết phải là bột của loại nếp cái hoa vàng, vừa dẻo vừa thơm ngon. Bí đỏ chọn quả già, da căng bóng, được thu hoạch từ vụ mùa trước thì vị mới bùi và ngọt. Nên chỉ có thể dùng một loại dây cước mảnh nhỏ để cắt mới cho ra sản phẩm bắt mắt và hấp dẫn thực khách. Nhìn đĩa bánh bí đỏ vàng ươm, thơm nức, nóng hổi khiến mọi người khó mà kiềm lòng được. Vị ngọt của bí đỏ, dẻo thơm của nếp cái hoa vàng quyện lẫn vào nhau làm nên những hương vị rất thơm ngon, rất đặc trưng của món bánh bí đỏ Hữu Liên. Tôi được thưởng thức cái món bí đỏ, tôi thấy cảm nhận được cái hương vị của nó rất chi là đặc biệt và mát, thanh, dịu và cũng không ngọt đậm, chỉ có vị thanh riêng của
đặc biệt của những người vùng miền ở đây tự gói ạ. Trước khi khách du khách đến đây, tôi đã tư vấn ăn bánh bí đỏ hay còn gọi là bánh giò bầu thì các du khách rất là thích món bánh bí đỏ đấy. Và trong khi đấy các du khách ăn xong trải nghiệm thì các du khách thường rất là hay mua về làm quà và đặt thêm để chúng tôi gửi từ homestay trong những cái dịp ngày lễ, nếu mà du khách đã đến đây rồi và cũng có những cái ngày du khách cần thì du khách cũng đặt một số lượng rất là nhiều. Chỉ với nguyên liệu là bí đỏ và bột nếp, những nguyên liệu rất đỗi bình thường, đơn giản và gần như không liên quan gì đến nhau ấy. Nhưng khi kết hợp lại với nhau qua bàn tay khéo léo của những người làm bánh ở vùng núi Hữu Liên lại tạo nên những chiếc bánh bí đỏ vàng ươm thơm ngon, khiến cho những thực khách khó tính nhất cũng phải hài lòng. Trong những ngày hè ở vùng núi Hữu Liên mát mẻ, được thưởng thức những chiếc bánh bí đỏ vàng ươm khiến mọi người cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, lại càng thêm yêu hơn những hương vị mộc mạc nhưng thấm đẫm tình quê hương này.